Dựa dây loa loại đồng mà bạc và dây loa loại đồng, dây nào cho chất âm được hay hơn? Đây là một câu hỏi được rất là nhiều bác điện hỏi em trong thời gian vừa qua. Video này bên em sẽ nói đến hai loại dây dặn này nhé. Đây là hai dòng dây để truyền tín hiệu từ âm ly ra loa. Thứ nhất thì em sẽ nói đến dòng dây loại đồng mạ bạc. Đây là một dòng dây thiết kế của nó là những sợi đồng được mạ một lớp bạc ở bên ngoài. Dây này thì thích hợp cho những bác nào đang phối ghép những dàn âm thanh đang còn tối tiếng, bí tiếng, bát nhiều mà trại trên đang còn yếu, trung cao và chép chưa sáng, chưa sạt thì các bác lựa chọn dòng dây này. Ví dụ như các dòng loa như là JB, Tyloy, Vega, những dòng loa loa mặn về giải bát thì các bác lựa chọn dòng dây loại đồng mã bạc để chất âm được hài hòa được hay hơn nhé. Thứ hai thì em sẽ nói đến dòng dây loại đồng. Đây là một dòng dây thiết kế là những sợi đồng tơ mềm mịn thích hợp cho những bác nào muốn cải thiện bát sâu, bát ấm, bát lực thì các bác lựa chọn dòng dây này nhé thích hợp cho những bác đang sử dụng những dòng loa chép kèn dòng loa có giải chép nhiều nhưng dải bát đang còn chưa sâu chưa ấm thì các bác nên lựa chọn dòng dây này nhé nói chung hai dòng này nó sẽ cho hai chất âm khác nhau phù hợp với những dàn âm thanh khác nhau các bác có điều kiện trải nghiệm cả hai dòng dây này để mình biết dây nào phù hợp với dàn âm thanh của mình nhé